khử, cho, tăng. Ví dụ Fe nè, thằng Fe 2 cộng, có phải không không? Tăng lên mấy? 2 là khử, cho, tăng. Chốt chưa? Khử phần lớn thể hiện tính kim, kim loại. Chốt. O là chất O oxy hóa, oxy hóa hay người ta gọi O cho lẹ. Khử cho tăng, O nhận, nhận giảm. Ví dụ CO2 cộng, chọt ra CO, CO2 cộng ra COO, CO0. Có phải từ 2 xuống mấy? Xuống 0 không? Chốt chưa? Rồi bắt đầu ví dụ nào. Ví dụ, ví dụ nào để cho thấy Fe có tính khử yếu, khử yếu so với, so với CO. Fe khử yếu nha, yếu hơn CO. Fe có tính khử yếu hơn CO. Vậy cho thấy CO thể hiện tính gì? Đúng, tính khử hay tính oxy hóa. Fe có tính khử yếu hơn CO. Vậy là CO thể hiện tính gì? Khử. Khử. Vậy thằng kia phải tính gì? Fe phải thể hiện tính oxy hóa. Rồi bắt đầu đọc tiếng Việt Nam. Khử cho tăng, O nhận giảm. Rồi là viết ra nè. Fe 3 cộng, cộng CO ra Fe 2 cộng. Tự cân bằng nha, là không có cân bằng. Rồi bắt đầu nhìn vô CO từ 0 lên mấy? Lên 2. Thể hiện tính khử chưa? Khử cho tăng. Tiếp Fe từ 3 lên xuống, xuống mấy? Xuống 1. Thể hiện tính oxy hóa chưa? Chọn nó.